Chúng ta xem xét cái bài giải số này ha. Một cái giải chuyên hồi cấp 1. Nhìn nó khá là đơn giản. Bên phải với phải chỉ là đa thức thôi, nhưng có vẻ cũng không đơn giản lắm ha. Ở đây chúng ta cho R là số thực dương. Xét cái giải N được xác định bên dưới. Số hạng x0 của nó thuộc khoảng 0,1. XN cộng 1 bằng RXN nhân cho 1 trừ XN với N, mỗi N lớn bằng 0. Thì những cái giải như vậy thì nó sẽ hội tụ, tức là có giới hạn hữu hạn với R thuộc đoạn 0,2. Còn ngược lại với R lớn 3 thì chúng ta không chắc cái giải hội tụ. Chúng ta lưu ý rằng nếu như XN nó khác 1 trừ cho 1 phần R với mỗi N lớn bằng 0 thì chúng ta sẽ có cái giải trên phân kỳ khi R lớn 3. Nhớ rằng cái điều kiện này phải thật sự cần thiết, nó rất cần thiết, là bởi vì nếu như có một cái N0 mà làm cho cái giá trị của giải số tại ứng với tại n0 bằng 1 trừ 1 phần r, thì lúc đó ta sẽ có được giải này là trở thành một cái giải hằng kể từ n0 trở đi ha. Hiển nhiên lúc đó giải nó là giải hội tụ. Vậy nếu tình huống này không có giả định này thì rất là nguy cơ chúng ta không có được cái điều này ha. Ta xem một cái bổ đề ta sử dụng để giải quyết cái ý B ha. Tất nhiên chúng ta sử dụng nó để giải quyết luôn cái ý A thì cũng được. Chúng ta chú ý rằng cái ý A này nè thì nó là một cái ý rất là quen thuộc, nó liên quan tới định lý Lagrange và hoặc là ánh sạc co ha, định lý Lagrange và định lý ánh sạc co. Khá là quen thuộc ha. Thì chúng ta sẽ xem xét xử lý cái ý B, nhưng chúng ta sẽ chứng minh sau khi giải quyết bài toán xong ha. Nó gần tương đồng như thế này, chúng ta thử nghĩ cái điều ngược lại xem nó có đúng hay không, tức là có cái điều ngược lại thì chúng ta dẫn đến giải phân kỳ. Nhưng mà ở đây thực ra là chúng ta xem xét quý sao, đặc biệt là nghiệm của phương trình fx bằng x nè. Tất cả các phương trình này có thể có hơn một nghiệm ha. Giả sử cái f' nó liên tục trên đoạn AB nè và tất cả các số hạng của giải đều khác quý sao. Nếu mà chúng ta có được đạo hàm của hàm f tại quý sao có tuyệt đối lớn 1 thì chúng ta sẽ có được giới hạn của giải xn nếu có khác quý sao. Đó là cái điểm mấu chốt mà ta sẽ dùng để xử lý cái câu bên đây ha, câu B. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng cái kết quả này để giải quyết cái bài toán trước khi mà chúng ta chứng minh ha. Sau khi giải quyết xong chúng ta bắt đầu chứng minh. Ý đầu thì nó khá là cơ bản ha. Giải quyết ý A. Chúng ta có x0 nè. Thật ra chúng ta có thể nhận xét nè. Nếu như xn mà nó thuộc khoảng 0,1 thì chúng ta sẽ dẫn đến xn cộng 1 nè. Nó sẽ lớn hơn 0 nè. Nhỏ hơn bằng R trên 4 nè. Với R nhỏ bằng 2 thì này nhỏ bằng 1 phần 2 nè. Với mọi N, thật ra không có mọi N ha. Với N mà nó thỏa điều này thì dẫn đến nó sẽ cho xn nó thuộc khoảng 0,1 thì dẫn đến xn cộng 1 cũng nó nằm trong nửa khoảng 0,1 phần 2 ha. Từ đó chúng ta sẽ thấy được rằng là xn chúng ta lớn bằng 0 nhỏ bằng 1 phần 2 với mọi n lớn bằng 1 ha. Bởi vì đây chúng ta có x0 nè. Thuộc khoảng 0,1. Ta có thể kiểm tra bằng phương quy nạp ha. Rồi, từ đây chúng ta sẽ suy ra được từ hai điều trên ha, suy ra bên dưới xn thuộc khoảng 0 1 phần 2 nửa khoảng ha, lấy 1 2 bỏ 0 ha, với mọi n lớn bằng 1. Hơn nữa chúng ta sẽ thấy được rằng cái hàm f chúng ta giải số này sinh bởi hàm f ha, xét hàm số f. Fx bằng rx nhân cho 1 trừ x. Chúng ta có đạo hàm của hàm f này bằng r nhân 1 trừ 2 x lớn bằng 0 với mọi x thuộc đoạn 0 1 2 này.
Vậy giải truy hồi này là giải truy hồi sinh bãi Hàm Tân ha. Chính vì thế chúng ta chắc chắn được rằng giải chúng ta là một giải đơn điệu nè, kể từ một trở đi chứ ha, còn có không có tính không ha, tính tức là có ít không không tính vào đó. Vậy chúng ta suy ra được F là Hàm Tân, F là Tân không nhất, không chắc là ngặt ha, là Hàm Tân. Từ đó ta sẽ suy ra được dãy n đơn điệu. Ta có thể làm rõ hơn ha, này có thể là nháp thôi, ít một mà lớn ít hai thì chúng ta sẽ có được cái dãy chúng ta là dãy giảm, ta chứng minh bằng quy nạp ha. Nếu yếu mà ít một nhỏ bằng ít hai thì chúng ta có dãy n chúng ta là dãy tăng. Đây là cái đặc trưng của cái giải truy hồi sinh bãi Hàm Tân ha. Như vậy ở trên chúng ta cũng đã có được cái giải x n nè, n kể từ tất nhiên là chúng ta đang xét n nó kể từ một trở đi ha, n lớn bằng một, n lớn bằng một. Vậy chúng ta sẽ có được giải bắt đầu từ một trở đi ha, x n với n từ một trở đi là giải bị chặn, bị giảm, hoặc nói chung là giải đơn điệu, thì chúng ta sẽ suy ra được giải n hội tụ là số 2 nha. Từ 1 và 2 kết hợp định lý quy trát ha. Ta sẽ có được cái giải n hội tụ. Ta đặt x bằng giới hạn của cái dãy n ha, thì ta có x cũng chính là giới hạn của dãy n, x nó bị trùng ký hiệu ha, l đi, l cũng chính là giới hạn của dãy n cộng một. Thì nó x n cộng một thì nó bằng 2 lần R XN nhân cho 1 chữ XN. Thì này nó bằng là 2R nhân L nhân 1 chữ L. Từ đây chúng ta sẽ dẫn đến L bằng 0 hoặc L bằng 1 trừ 1 phần R. Tất nhiên cái con này nó không xác định nếu R bằng 0 ha. Khi R dương thôi ha. R bằng 0 thì chỉ có L bằng 0 thôi. Vậy chúng ta sẽ thấy được rằng, nhớ rằng là khi R chúng ta lớn hơn 0, nhỏ hơn bằng 1 thì cái con này lớn hơn 0, nhỏ hơn bằng 1 thì con này nhỏ bằng 0 ha. Trường hợp 1, R lớn hơn bằng 0, nhỏ hơn bằng 1 ha, thì chúng ta sẽ có được cái phương trình này nè, từ đây nè, này con số 3 đi ha, 3 sẽ dẫn đến L bằng 0 ha. Vậy là lúc này chúng ta sẽ có giải N chúng ta hội tụ về 0. Đang xét trong trường hợp R lớn bằng 0, nhỏ hơn bằng 1 ha. Đó là trong trường hợp này. Trường hợp thứ hai, khi R lớn hơn 1, nhỏ hơn 2, nhỏ bằng 2. Chúng ta có thể lý luận nhiều cách khác nhau, hoặc là chúng ta chỉ cần dùng cái kết quả bên đây ha. Chúng ta chỉ cần tìm đạo hàm của phần f tại 0 nè, xem nó có nếu nó đạo hàm của phần f tại 0 mà thỏa mãn điều kiện này thì chúng ta sẽ dẫn đến giới hạn của dãy n khác 0 nè, thì chúng ta sẽ tìm chỉ ra giới hạn của dãy n nó bằng 1 trừ cho 1 phần r. Ta có nhớ trên đây chúng ta đã tính đạo hàm rồi ha,
Đạo hàm của mẹ F tại không chính là bằng R nè. Bằng R hiển nhiên nó lớn hơn 1. Từ đó sẽ suy ra được theo cái bộ đề ha. Dãy XN không hội tụ về không, tức là giới hạn của dãy XN các không. Mà giới hạn của dãy N chỉ có thể hai khả năng thôi ha. Nhớ là khi R bằng 0 thì không có cái nhánh dưới này ha. Khi R bằng 0 thì lúc R bằng 0 thì lúc đó L bằng 0 luôn rồi, không có vấn đề gì nữa. Thì từ đó giới hạn của dãy chỉ có thể có một trong hai giá trị này mà nó lại khác không nữa, suy ra L bằng 1 trừ 1 phần R, tức là giới hạn của dãy N bằng 1 trừ cho 1 phần R. Nếu như R chúng ta lớn hơn bằng lớn hơn 1, nhỏ hơn bằng 2 ha. Đó. Thì chúng ta có được kết quả. Rồi. Ta tìm ra được giới hạn của của dãy số trong hai trường hợp ha. Thì như vậy chúng ta giải quyết xong cái ý đầu tiên ha. Tất nhiên ở ký đầu này nè, các bạn có thể biện luận nè, cái xem xét cái dãy này là tăng hay giảm. Từ đó chúng ta sẽ suy ra được cái giới hạn của dãy này bằng 1 trừ 1 phần R ha. Đây là một cách lý luận sử dụng bổ đề. Còn nếu không thì các bạn có thể làm như thế này. Chúng ta có x1 nè, lớn hơn x2 nè, thì nó sẽ dẫn đến x1 chúng ta như thế nào. X1 nè, này tương đương ha. X1 lớn hơn 2R nhân cho x1 nhân cho 1 trừ x1 thì sẽ tương đương với, đây là một cái lý luận khác ha, trường hợp 2 nè, một cái cách khác xử lý trường hợp 2 nha. Rồi điều này sẽ tương đương x1 của chúng ta sẽ, nhớ là chúng ta dạng ước hai với chữ x1 x1 dương nè. Chúng ta nhớ là trong cái trường hợp cái ý A thì chắc chắn xn của chúng ta lớn hơn không, nhỏ bằng 1/2 ha, thì chúng ta sẽ suy ra cái này dư con số 2 R, dẫn đến x1 lớn hơn 1 trừ cho 1 phần R. Nó sẽ tương đương với R x0 nhân cho 1 trừ x0 lớn hơn 1 trừ 1 phần R. Trong trường hợp này á, thì chúng ta sẽ có được là, thật ra chúng ta cũng không cần đi sâu tới đây là, thì lúc này chúng ta sẽ có được dãy chúng ta là dãy dễ giảm ha. Nhớ là dãy n giảm. Và giới hạn của nó lớn bằng 1 trừ 1 phần R. Như vậy, nhớ rằng lúc này con này là dương nè. Thì lúc đó cái giới hạn của dãy từ đây, giới hạn của dãy chỉ có thể bằng 0 hoặc là bằng con số này ha. Như vậy, từ đó chúng ta sẽ suy ra được giới hạn của dãy bằng con này luôn. 1 trừ 1 phần R. Chúng ta dùng tính giảm hoặc là chúng ta dùng cái thông tin này ha để chúng ta suy ra được, và thật ra dãy dãy giảm đúng không? Dãy này là dãy, lúc này là dãy giảm. Kiểm tra lại nha. Chúng ta phải sửa lại cái lý luận chỗ này ha. Ta chú ý thêm là cái hàm F của chúng ta, cái tính đơn điệu của hàm F ha. F là hàm tăng nè. Nhớ là chắc chắn là cái con này là nhỏ hơn 1 phần 2 nha. 1 trừ 1 phần R, đúng rồi. Rồi, này là hàm giải, này là F là hàm tăng ha. Dẫn đến x2 nè, thật ra xn nè, nó sẽ lớn hơn 1 trừ 1 phần R nè. Ý mọi n lớn bằng 1. Nhớ là F tác động vào 1 trừ cho 1 phần R nè, thì bằng 1 trừ 1 phần R ha. Từ đó chúng ta suy ra được giới hạn của cái dãy N này. Nó lớn bằng 1 trừ 1 phần R này, lớn hơn 0 ha. Giới hạn của dãy số này chỉ có hai khả năng là bằng 0 hoặc là bằng 1 trừ 1 phần R ha. Vậy là chúng ta sẽ suy ra được giới hạn này bằng 1 trừ 1 phần R. Được ha. Cái trường hợp thứ hai chúng ta cũng lập luận tương tự thôi ha. X1 nhỏ hơn
2 nhỏ bằng x2 tương tự. Thật ra nó chính là, đây là lúc này nó dãy tăng nè, do đó xn chúng ta luôn lớn bằng x2 nhân x1 nè, tăng kể từ 1 trở đi ha. Và hiển nhiên này lớn hơn 0 nè, suy ra giới hạn của dãy n thì nó lớn bằng x1, lớn hơn 0, từ đó suy ra giới hạn của nó chỉ có thể bằng 1 trừ 1 phần r. Vậy chúng ta có thể dùng cái lập luận này thay vì sử dụng bổ đề ha. Còn nếu sử dụng bổ đề thì chúng ta sẽ nhanh gọn hơn, làm ngắn gọn như thế này thôi. Rồi, chúng ta tiếp tục xử lý cái ý B ha. Ý B sử dụng bổ đề thì nó nhẹ nhàng thôi. Chúng ta sẽ giả sử, nói chung là chúng ta dùng phản chứng ha. Giả sử dãy này hội tụ ý B. Dãy xn hội tụ. Khi đó ta đặt L nè bằng giới hạn của dãy xn. Cũng lý luận tương tự như bên kia ha, ta có L bằng 2R nhân cho, nhầm, R nhân L có số 2 ha. Dựa vào cái hệ thức chu hồi nè, bằng L RL nhân cho 1 trừ L. Từ đó chúng ta dẫn đến L bằng 0 hoặc là L bằng 1 trừ cho 1 phần R. Ta kiểm tra ha, ta thấy được rằng, ta thấy nhớ là cái điều này chúng ta có là giới hạn dãy n nè bằng 0 hoặc giới hạn của dãy n bằng 1 trừ 1 phần r ha. Đạo hàm của f tại 0 nè thì bằng r ha. Ở đây r chúng ta lớn hơn 3, 3 chắc chắn là lớn hơn 1. Và đạo hàm của f là tại 1 trừ 1 phần r này thì nhớ là đạo hàm bằng 2 là bằng r nhân 1 trừ 2 lần, hai lần gì, hai lần x, r nhân cho 1 trừ 2 cộng cho 2 phần r thì nó bằng r trừ 2 này, nhầm, 2 trừ r. Với r lớn 3 thì này nhỏ hơn trừ 1. Chính vì thế, từ đây chúng ta sẽ suy ra được giới hạn của dãy nó vừa khác 0 vừa khác 1 trừ r. Áp dụng bổ đề. Nhớ là 0 và 1 trừ cho 1 phần r chính là cái nghiệm của phương trình fx bằng x ha. Xem là bổ đề. Đạo hàm của cái hàm f này tại cái con x sao nè mà lớn 1 nè, suy ra cái dãy này nó không hội tụ vì sao. Suy ra giới hạn của dãy n vừa khác 0 vừa khác 1 trừ cho 1 phần r. Điều này mâu thuẫn với cái điều trên nè. Ta đánh dấu này số 1. Đây là số 2. 1 và 2 mâu thuẫn nhau ha. Suy ra 2 mâu thuẫn với 1. Vậy chúng ta sẽ có đây là điều vô lý ha. Từ đó suy ra cái giả thiết mà dãy n hội tụ là sai, tức là dãy n chúng ta phân kỳ. Rồi. Xn phân kỳ. Chúng ta đã áp dụng bổ đề, chúng ta giải quyết xong cái bài toán ha. Tất nhiên trong cái quá trình xử lý chúng ta có thể không cần phát biểu bổ đề mà chúng ta lồng cái việc chứng minh bổ đề vào trong cái bài làm luôn ha. Bây giờ chúng ta quay lại chứng minh cái bổ đề ha. Việc chứng minh cũng không quá khó khăn ha. Thật ra chúng ta sẽ có cái sự khác biệt một chút ha.
khi mà chứng minh khi x sao nó bằng a hoặc b và x sao nó thuộc khoảng ab ha, nó hơi khác. Chúng ta sẽ chứng minh khi x sao nó thuộc vào khoảng ab ha, chứng minh trường trong trường hợp ha. X sao thuộc khoảng ab. Trường hợp x sao bằng a hoặc b thì nó tương tự thôi, tương tự nhưng mà nó hơi có một cái điểm mà cần lưu ý ha, lát mình đề cập sau. X bằng thuộc cái tập hai cái điểm đầu mút này, chứng minh tương tự. Để không dài dòng mình chỉ chứng minh cái trường hợp này thôi ha. Thì chúng ta lưu ý rằng với sao thuộc khoảng AB thì lúc đó chúng ta có đạo hàm của F tại sao là có trị đối lớn 1 nè. Thì bởi vì F phải liên tục nè, thì chúng ta sẽ dẫn đến có một cái lân cận của x sao, tức là một cái khoảng x sao trừ delta, x sao cộng delta, nó vẫn thỏa cái bất biến thức này. Chúng ta có một cái nhận định thứ nhất, F phải liên tục và đạo hàm của F tại sao nè có trị đối lớn 1 nè. Tận dụng tính liên tục của F phải, hay là từ đó chúng ta cũng suy ra tính liên tục của đạo trị đối phải ha, thì chúng ta sẽ suy ra được tồn tại một con delta dương đủ nhỏ ha, được cho. Trị đối đạo hàm của f tỷ luôn lớn hơn một, lớn hơn bằng quy ha, quy là hằng số lớn hơn một với mỗi thuộc các khoảng x sao trừ delta, x sao cộng delta, khoảng này là con của khoảng AB, con của đoạn cũng được. Rồi chúng ta sử dụng cái thông tin này để xử lý ha. Chúng ta cũng sẽ áp dụng định lý Lagrange để giải quyết. Ta có xn cộng 1 nè, trừ với sao nè, thì nó chính là, nhớ là xn cộng 1 bằng fxn nè. X sao thì chính là fx sao, bởi vì cách chọn x sao ha. Rồi, chúng ta dùng định lý Lagrange ha, thì nó tồn tại con zeta nè. Zeta. Thật ra chúng ta sẽ khoan ha, chúng ta dùng cái giả thiết, dùng phản chứng trước. Phản chứng trước ha. Ở đây chúng ta giả sử ngay từ đầu ha, giả sử dãy n hội tụ về x sao nha. Ta dùng phản chứng để giải quyết nha. Giới hạn dãy n bằng x sao. Chúng ta cái khai thác cái giả thiết phản chứng này để chúng ta cho con x n nó lọt vào trong cái khoảng này để xử lý ha. Rồi. Vì xn hội tụ về sao ha, hoặc là giới hạn ghi là bất giới hạn cũng được, n tiến vô cùng, nên với con epsilon bằng con delta luôn, con delta ở bên trên ha, thì tồn tại một cái con n thuộc tập số tự nhiên ha. Sao cho trị đối xn nè trừ cho x sao nè nhỏ bằng epsilon hay delta đó, nhỏ nhẵn đi ha. Điều này có nghĩa là cái con x sao của chúng ta, con xn chúng ta thỏa thuộc cái khoảng bên trên nè, thì chúng ta sẽ có được đạo hàm của, thật ra lát nữa chúng ta lấy một cái con bất kỳ
Thật ra chúng ta dùng cái thông tin này đến lát nữa ta chứng minh cái con zeta n trong cái định lý Lagrange á, nó cũng sẽ thuộc vào cái khoảng này ha. Ta có với n lớn bằng n nhỏ lớn bằng n lớn ha. Thì chúng ta có trị đối n cộng 1 trừ n. Nhằm trị đối n trừ x sao nè. Thì bằng trị đối f x n trừ cho f x sao. Ta nhớ rằng là x n cộng 1 bằng f x n, x sao thì bằng f x sao cho cách chọn x sao ha. Ta áp dụng định lý Lagrange ha, bằng trị đối đạo hàm của f tại zeta n nè nhân cho trị đối x n trừ cho x sao theo cái định lý Lagrange ha. Trong đó con zeta n với biết hơi con zeta hay xấu nằm giữa n cộng 1 nhằm giữa n và x sao. Chính vì cái điều bên trên này nè, điều số 1 nè, chúng ta có đánh dấu đây là số 1 đi, đây là điều số 1, đây là điều số 2, điều số 1 ha, điều số 2, và đây coi như là điều số 3. Chính vì con zeta n nằm giữa con x n và x sao, từ đó chúng ta sẽ suy ra được x n nó thỏa nè, nằm trong cái khoảng x sao trừ delta đến x sao cộng delta ha. Ta suy ra được zeta n thuộc cái khoảng x sao trừ delta, x sao cộng delta. Do đó theo 1, 2, thật ra 1 và 3 ha. 1 đây. Nhớ là đạo hàm của hàm f tại đạo hàm của f tại zeta n có trị đối lớn bằng quy ha, quy lớn 1. 1 và 3 ha, đây là số 3 của mình. Ta có trị đối x n cộng 1 trừ x sao này lớn bằng quy nhân trị đối x n trừ chữ sao đúng với mọi n lớn bằng n lớn. Từ đây chúng ta sẽ suy ra được trị đối x n trừ chữ sao này sẽ lớn bằng quy mũ n trừ n lớn nhân trị đối x n lớn trừ x sao với mọi n lớn bằng n lớn. Ta lưu ý rằng chúng ta có một cái giả định là xn á, nó khác x sao với mọi n nhỏ thuộc tập số tự nhiên ha. Nên ta có xn nè, trị đối xn lớn trừ x sao nè. Nó là một số dương ha. Thì cố định n lớn và giới hạn của cái dãy số quy mũ n nhỏ trừ n lớn là nhỏ tiến ra vô cùng ha, thì nó bằng vô cùng vì quy lớn 1. Do đó chúng ta có được giới hạn của trị đối xn cộng 1 trừ chữ sao này, n tiến ra vô cùng này, thì nó bằng vô cùng. Điều này vô lý ha. Này này không có n một là x mũ n thôi. X n trừ sao, trị đối n trừ sao vô cùng. Mâu thuẫn với cái giả thiết bằng chứng là cái giải n chúng ta hội tụ về sao ha. Từ đây chúng ta dẫn đến kết luận ha. Và thật ra cái điều này nó cũng sẽ dẫn đến cái điều ngặt nghèo là con xn của ta nó sẽ rơi vào ra ngoài khỏi cái đoạn AB ha. Nè, chúng ta nhớ là f(x) chúng ta thuộc vào cái đoạn AB với mọi x thuộc đoạn AB.
Chính vì cái điều trên á dẫn đến cái con ít nợ chúng ta rơi ra khỏi khoảng AB. Thật ra chúng ta lúc á ở cái B này chúng ta có thể thay cái đoạn AB này thành một cái tập rộng hơn ha. Thay vì một đoạn ta thay đổi một chút điều chỉnh lại nó vẫn đúng. Này ở cái ý này cũng không nhất thiết là cái đoạn AB ha, ở cái B nè, không nhất thiết. Không cần phải đòi hỏi nhắc nhiều như vậy. Ta chỉ cần là đạo hàm của F á nó liên tục trong cái lân cận của cái con x sao là được rồi. Rồi. Cái trường hợp x sao mà thuộc A thuộc cái khoảng hai cái nói chung x sao chúng ta này nhầm ha. X sao nha. X sao nó bằng A hoặc là bằng B thì lúc đó nó hơi ngặt một chút. Chẳng hạn x sao bằng A thì lúc này chúng ta không có xét cái khoảng A trừ delta ha. Chúng ta xét cái khoảng A đến A cộng x sao á. Tức là A ha, A tới A cộng cho delta. À, không có cái xét cái lân cận trái ha. Chúng ta tận dụng cái tính chất này ha, tận dụng tính liên tục của F7 nè, ta suy ra có một cái khoảng nè. Trong cái lân cận quy sau nè, trị đối của F phẩy trên cái lân cận đó cũng lớn bằng quy. Rồi chúng ta sẽ là cố tình khai triển cái định nghĩa giới hạn nè của dãy số xn nè bằng x sao nè. Ta cho con xn nè, khi n đủ lớn nè lọt vào trong cái khoảng này. Chúng ta sẽ dùng cái điều đó để chúng ta dẫn đến cái con zeta n trong cái định lý Lagrange nó sẽ lọt vào trong cái khoảng này. Lúc đó chúng ta sẽ có được cái trị đó của đạo hàm của mép tại zeta n nó lớn hơn bằng quy lớn 1 ha. Rồi từ đó chúng ta sẽ dùng quy nạp chúng ta suy ra điều vô lý. Rồi, như vậy chúng ta đã áp dụng được cái kết quả này, chúng ta suy ra được, xử lý được cái vấn đề bên đây đâu rồi? Trường hợp số 3. Trường ý B chứ ha. Chứng minh là dạ, nếu hội giải hội tụ thì chỉ hội tụ về hai một trong hai con này. Nhưng mà chúng ta chỉ ra được rằng giải không thể hội tụ về cả hai đứa đó, suy ra điều mâu thuẫn, suy ra giải phân kỳ ha. Thì chúng ta đã giải quyết xong cái bài toán này ha.